được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thông đường lịch sử của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử âm nhạc thế giới, nhà soạn nhạc Arthur Honegger được coi là một trong những đại diện xuất sắc của âm nhạc Pháp thế kỷ 20. Arthur Honegger sinh vào ngày này cách đây 120 năm, ngày 10 tháng 3 năm 1892. Arthur Honegger sinh tại Le Havre, Pháp, trong một gia đình gốc Thụy Sĩ. Cũng như những đứa trẻ khác, Honegger được gia đình cho theo học văn hóa và một số môn về âm nhạc và đã sớm thể hiện một năng khiếu đặc biệt. Sau khi học xong phổ thông, đến năm 1909, Honegger được gia đình gửi đến học tập tại Nhạc viện Zurich. Chỉ 2 năm theo học tại đây, sau khi nghiên cứu, tìm hiểu những tác phẩm nổi tiếng của Wagner, Richard Strauss hay Max Reger, Honegger đã dần xác định con đường âm nhạc sau này của mình. Đến năm 1911, Honegger tiếp tục đăng ký theo học tại Nhạc viện Paris. Trong suốt 7 năm theo học tại đây, ông đã tập trung nghiên cứu về nhiều thể loại âm thanh, đặc biệt là âm thanh có trong tự nhiên. Bản giao hưởng đầu tiên được phát hành năm 1917, tiếng hát của Nigamon, đã thể hiện rất rõ thiên hướng sáng tác của Honegger sau này. Đó là đi sâu vào thể loại âm nhạc kịch tính. Năm 1918, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Paris, Honegger đã tập trung vào công việc sáng tác và soạn nhạc, khéo léo sử dụng một thứ ngôn ngữ mới lạ và vô cùng độc đáo. Đó là sự pha trộn, là sự tổng hòa giữa âm thanh tự nhiên với âm nhạc. Một số tác phẩm thính phòng được ông sáng tác trong thời kỳ này như Hai Violon Sonata năm 1918 và 1919, Viola Sonata năm 1920 và Cello Sonata năm 1920 đã được công chúng Paris đón nhận hết sức nồng nhiệt. Đối với lĩnh vực nhạc giao hưởng, Honegger cũng có nhiều sáng tác vô cùng ấn tượng. Trong số đó, bản giao hưởng Pacific 231 được soạn năm 1924 là một minh chứng cho niềm đam mê xe lửa của ông. Ông từng thú nhận: "Tôi luôn yêu say đắm các đầu máy xe lửa. Với tôi, chúng là những sinh vật sống và tôi yêu chúng tựa như những người khác yêu phụ nữ hay yêu ngựa." Tập trung mô tả các chuyển động cơ giới của một đoàn tàu, Pacific 231 đã gây xúc động mạnh mẽ ngay tại buổi công diễn đầu tiên ở Paris vào ngày 8 tháng 5 năm 1924. Bản giao hưởng này đã khởi đầu trong một xu hướng sáng tác mới có ảnh hưởng tới nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng thời bấy giờ. Bên cạnh đó, Honegger cũng có nhiều tác phẩm nhạc nền, viết cho các vở kịch. Không như nhạc thính phòng, ngôn ngữ âm nhạc được ông sử dụng lúc này là sự trộn lẫn của nhiều đối âm phức tạp, có sự tương phản hết sức rõ rệt. Lúc thì êm ái, thanh thản và trữ tình, lúc lại trở nên đồ sộ, phức tạp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vở nhạc kịch Vua David được công diễn vào năm 1921 đã chính thức khẳng định tài năng của Honegger. Với sự sáng tạo của ông, nhạc nền trong Vua David đã trở thành một điển hình của việc sử dụng phương thức đối âm. Nổi bật chính là sự thống nhất và gắn kết của nhiều âm thanh tự nhiên. Được trình diễn trước công chúng với một dàn nhạc đầy đủ, Vua David đã đưa tên tuổi của Honegger trở nên nổi tiếng và gần hơn với công chúng. Cùng với rất nhiều thành công trong nhạc kịch, Honegger còn tham gia sáng tác rất nhiều tác phẩm dành riêng cho operetta. Khéo léo pha trộn những gì hay nhất từ phong cách operetta trước đó, vở Những cuộc phiêu lưu của Pausol được công diễn trong 2 năm 1929 và 1930 đã khiến cả công chúng lẫn giới phê bình vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên trước sự hòa hợp tuyệt đối của âm nhạc. Họ không thể nghĩ rằng Honegger ngay trong những năm tháng sáng tác đầu tiên của mình đã có những tác phẩm tài năng như vậy. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, bên cạnh việc tham gia giảng dạy và viết phê bình âm nhạc theo một phong cách riêng, Honegger còn dành nhiều thời gian quay trở về Thụy Sĩ để tìm hiểu và viết nhiều tác phẩm dành riêng cho người dân quê hương ông. Cũng trong thời gian này, Honegger đã sáng tác rất nhiều tác phẩm tính kịch quy mô lớn
và có những đóng góp mang tính tiên phong cho sự phát triển của âm nhạc trong 43 phim cho 8 chương trình của đài phát thanh. Sau khi bị một cơn nhồi máu cơ tim trong một chuyến đi đến nước Mỹ vào tháng 8 năm 1947, sức khỏe của nhà soạn nhạc Honecker giảm sút rất nhiều. Trong những năm sau đó, ông giảm dần các hoạt động sáng tác âm nhạc và tập trung cho việc viết sách. Honecker đã phát hành một số cuốn như Thần chú của những hóa thạch, viết năm 1948, Tôi là nhà soạn nhạc, viết năm 1951 và tham gia các cuộc hội thảo về âm nhạc. Nhà soạn nhạc Arthur Honecker qua đời ngày 27 tháng 11 năm 1955 tại Paris, Pháp. Với những tác phẩm âm nhạc để lại hết sức độc đáo, ông được nhiều nhà phê bình coi là người kết nối kỹ năng của một kiến trúc sư thời Trung Cổ với sự đơn giản của một thợ thủ công khiêm tốn của Thánh Đường. Thưa quý vị và các bạn, với những đóng góp của mình cho nền âm nhạc thế giới, Arthur Honecker đã vinh dự được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế SACEM và Tiến sĩ danh dự Trường Đại học Zurich. Chuyên mục của chúng tôi hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.